Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau chia sẻ và trao đổi về cái vấn đề tham thiền, về công phu. Chúng tôi ngày hôm nay trình bày cái đề tài là tham thiền chú trọng nghi tịnh. Trong đường lối thực hành tham tổ sư thiền thì sư phụ chúng ta cũng đề ra nhân quả nghi ngộ đó. Con nghi mới ngộ, đang là đại nghi đại ngộ, tiểu nghi thì tiểu ngộ, không nghi không có ngộ. Đó là cũng lời của chư tổ sư luôn nhấn mạnh cái điểm nghi ngộ. Phần lớn hành giả chúng ta trên cái lý thì nắm bắt được, hiểu biết được, mà khi đến dụng tâm dụng công để thực hành thì chúng ta thường hay bị kẹt cái chỗ không có khởi được cái nghi tịnh đó, hay không có chú trọng nơi cái nghi tịnh, mà có khi thành tranh niệm thời đầu mà mình lại tưởng là tham, mình tưởng là có nghi ấy. Hoặc là có khi có nhiều người thì tham hoài trong mong chờ nghi mà cũng có nghi. Có người á lại lấy cái câu thoại làm đối tượng, không phải lấy thoại đầu làm đối tượng, do không có khởi được nghi tình hay là không có nghi tình cho nên thành ra lấy cái câu thoại để làm cái mục tiêu, để làm cái đối tượng, tức là nắm nó, niệm nó, giữ nó nhưng mà lại không có nghi tình. Trong cái chư tổ chúng ta, thiện tri thức của chúng ta thường hay nhắc nhở nói tất cả pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều do tưởng nghi mà thành. Mà nhân đó là nghi mới có cái ngộ, đó là quả. Ở thế gian á, thì ngộ được cái pháp thế gian, ở xuất thế gian tu tập chúng ta thì ngộ được tự tánh, giải thoát, tự do, tự tại. Và phân biệt giữa cái nghi của thế gian đó là hồ nghi, chỉ sẽ tham thiền đó là chánh nghi. Mà hồ nghi chánh nghi mà nếu mà chúng ta thực hành á, không có rõ, cuối cùng có khi chúng ta chỉ ôm cái hồ nghi mà không có được cái đúng công phu trên sự chánh nghi. Hồ nghi là phân tích, tìm hiểu, giải thích, hay là muốn biết cái đó, lấy cái đó làm cái đối tượng á, giống như lấy câu thoại, thực ra cũng hỏi nhưng mà lại muốn trả lời câu hỏi, muốn giải đáp câu hỏi, tìm tòi cái đáp án của câu hỏi, thì mặc dù tìm không có ra, nó vẫn là trên cái hồ nghi. Thật ra cái điểm này phải có cái dụng công thì chúng ta mới dần dần mới thấu được. Chứ nó không khéo á, thì ôm cái hồ nghi rồi cũng nhức đầu, cũng tức ngực, cũng khó thở như vậy, nhưng mà nó chỉ là cái hồ nghi thôi. Chư tổ cũng có nói á, giống như là các nhà khoa học nói là cứ đi tìm á, mà chư tổ nói đó là ngu si. Ví dụ giống như là tìm cũng đâu có tìm ra cái đáp án được, đâu có tìm ra cái rõ ràng cái giống như là cái nguồn gốc của con người, nguồn gốc của vũ trụ, nhưng người ta vẫn cứ tìm hiểu rồi đưa ra những cái giả thuyết này, đưa ra những cái giả thuyết đó, đưa ra cái luận này, đưa ra cái lý luận kia. Lý luận đầu á thì lý luận sau lại bị bài bác, và cứ như vậy không có cái cuối cùng, thì đó cũng là gì? Đó cũng là cái hồ nghi chứ không phải là cái chánh nghi. Thì chánh nghi á là chỉ cho tâm nghi, không cho tâm đi tìm hiểu. Nghi tình nó là chánh mà, không cho tâm đi tìm hiểu. Thường ta cái mà giữa hồ nghi chánh nghi chúng ta cũng
không khéo cũng khó định, khó định dạng nó lắm. Chỉ có cái sự công phu, sự thực hành thì chúng ta dần sẽ rõ ràng. Mà muốn giữ cái nghi tình, cái chánh nghi á, thì phải hỏi liên tục, phải hỏi liên tục và hỏi vừa dứt câu hỏi của chúng ta thì hỏi lại, vừa dứt phải hỏi lại, không cho tâm đi tìm hiểu, không cho tâm đi giải thích. Ở trong Đường Lối Thực Hành Tâm Thiền cũng có trích cái lời của Ngài Hữu Văn. Ngài Hữu Văn nói tham thiền á, nghi tình mới là tham, mới là đi đó. Nếu như người bị đau chân cần cây gậy, cái nạng chống để đi, thì cái nạng cái gậy đó là cái chân giả của cái người bệnh đó. Mục đích của người đó là để đi, không phải là ôm cây gậy, so sánh cây gậy, cho là gậy vàng, gậy bạc, gậy gỗ hay gậy nhôm, gậy đồng gì, mà chỉ là tác dụng để giúp cho người đi thôi. Nên lấy cái đối tượng là thoại đầu, chứ không lấy làm gì là cái cây gậy. Nên nãy nói, nếu mà cái hồ nghi giống như các cái nhà khoa học tìm hiểu phân tích á, mặc dù tìm hiểu cũng ra, tới bây giờ cũng đâu có ra cái rõ ràng đâu. Tôi đặt ra giả thuyết thôi, ví dụ như tìm cái bắt đầu của vũ trụ này, cho là hệ mặt trời, cái bắt đầu của con người, cho là từ loài khỉ việt vượng á, tiến hóa dần thành, mà cũng đưa lại cái giả thuyết thôi, không phải là cái thật. Thì cái giả thuyết như vậy tới bây giờ vẫn cứ tìm như vậy thì nó cũng chỉ là cái hồ nghi, không phải là cái chánh nghi của tham thiền. Cái hồ nghi thì nó có tướng cái hồ nghi nó có chỗ nắm bắt, nắm bắt trên cái cũng đi tìm tòi, tìm hiểu đó, nắm bắt đó. Còn cái chánh nghi á, nó không có cái để nắm, để bắt, mà nó là cũng loại là buông đó. Cho nên đó là cái tham thiền nghi tình đó, là cái chổi automatic tự động nó quét hết tất cả. Nếu mà cái nghi chúng ta mà có cái sở cầu, sở đắc thì nó lại trở thành cái hồ nghi, sẽ sợ nó trở thành thành cái hồ nghi. Cái tham thiền chúng ta nếu mà cứ bị dính ở trên cái ôm chặt cái chỗ hồ nghi ấy, hay là lấy câu thoại làm đối tượng ấy, thì nó lại là thành ra mình đuổi theo cục xương, chứ không phải là ngộ tự tánh. Nên một cái giữ nó nghi tình, cái chánh nghi ấy, cũng có thể mình phân biệt xuyên suốt ấy, trong cái đường lối thực hành tham thiền, tất cả cái điều căn bản đều xoáy vào cái chỗ để trở về cái tự tánh đó thôi, chứ không có gì khác. Thành ra người hành giả tham thiền chúng ta phải luôn có cái khái niệm rõ ràng, ý thức rõ ràng là cái quan trọng đến điểm là nghi tình, là người tham thiền á. Nên có nghi tình mới gọi là tham, có nghi tình mới gọi là kháng, kháng thoại đầu đó, có nghi tình mới là chiếu cố thoại đầu. Thì đối tượng là thoại đầu thì cái nghi mới đi đến chỗ thoại đầu. Nếu mà chúng ta cứ hồ nghi á, thì nó không mới đến chỗ thoại đầu, mà đi lên đi trong chỗ dứt niệm vô minh, thì nó đi sai lầm đến sai lầm. Mặc dù nó cũng có cái tác dụng đưa đến chỗ thanh thanh tịnh tịnh, mà không phải là tham thiền. Nên tham thiền chú trọng cái nghi tình, mà cái nghi đây là cái chánh nghi đó, chứ không phải là cái hồ nghi. Thì cái câu hỏi á, ví dụ câu khi chưa có trời đất ta là cái gì, khi chưa có trời đất ta là cái gì, hoàn toàn không biết, chỉ giữ không biết, hỏi câu hỏi cho thật là rõ, giữ không biết thôi. Tương lai như thế nào mình cũng phải quét sạch tất cả, không có chờ, không có phân biệt, thì nó mới là đi ngược lại cái đường đi của ý thức, vì trở về cái nguồn gốc của ý thức. Vô dù tất cả những cái biết, những cái học hiểu, những cái giác ngộ đi nữa, tu tập mà giác ngộ được đi nữa, giác ngộ cái gì á, tức là chứng được cái gì đó, cũng phải quăng hết cái ngộ, cái chứng qua cái ý thức đó.
gọi là sự việc hiểu thấu được một cái gì phải quăng ra ngoài hết, quăng hết ngày lai quả, ví dụ đến cái gia mục cũng phải quăng luôn để không chứa lại nữa, đó là cái ý đó. Thì chỉ giữ cái nghi tình thực thụ đó là đang quăng, giữ nghi tình qua cái đề câu thoại đầu hỏi rõ ràng minh bạch. Nên ngài Lai Quả nói nếu mà dụng công cho đến giống như là đến cái mức độ mà cảm thấy như khờ ngốc, đến mức độ cảm thấy không được giỏi hơn một người, không có cảm thấy mình hơn được một người, thì lúc đó mới gọi là tương ứng với tổ sư thiền. Hay là một cái ví dụ khác, ngài Lai Quả cũng nói quăng hết tất cả những tri kiến hiểu biết, những cái học hỏi của thế gian hay là của cho là học rộng hiểu nhiều trong Phật pháp cũng phải quăng ra hết sạch sành sanh đó, thì mới có thể tiếp nhận được cái pháp tổ sư thiền. Cái lời nói phải nói đó là cũng nói coi như là rất là mạnh của ngài Lai Quả, nhưng mà cái ngã chấp của chúng ta nói thì nói mà làm rất khó, mà có khi mình cũng muốn làm cũng được, tại vì sao, chỉ có cái nghi tình mới làm được thôi, nghi tình mới quét sạch được thôi. Nên nếu mình á để cái thời đầu giữ nghi tình, tức là làm đúng lại cái ý của Phật, đúng với lại cái lời của chư tổ dạy. Ngài Lai Quả còn có ví dụ trong cái công phu của ngài, trong cái ứng phó hàng ngày, trong cái làm việc tu tập hàng ngày, luôn luôn đặt công phu lên hàng đầu, đặt cái thống thiết sinh tử đó, có công phu lên hàng đầu là cũng có thống thiết sinh tử lên hàng đầu. Thì cái việc gì cũng vậy, thế gian quan trọng cỡ nào đi nữa cũng đặt cái sự công phu lên hàng đầu. Thì công phu đó là để có thời đầu, chúng ta là sơ cơ căn bản mà luôn hỏi, luôn hỏi đề hỏi, hỏi có nghi tình tức là nhìn đó, mình đừng có bị cái phân biệt là có hai thứ nữa, thực ra hai tức là một chứ không phải là giống nhau, xin lỗi, chứ không phải là khác nhau. Cho nên hỏi rõ ràng thì ngài Lai Quả luôn hỏi rõ ràng cái câu niệm Phật là ai, ngài Lai Quả tha mặt niệm Phật là ai, niệm Phật thì thùy đó. Thì đến lúc ấy, đặt lên hàng đầu ấy, vị công phu chính thức là cái quan trọng nhất, mà là muốn điểu lưu sanh thoát tử, muốn làm chủ chính mình, muốn được tự do tự tại. Cho nên ấy, đến lúc mà ăn cơm cũng quên ăn nữa, chỉ là công phu, ăn ngủ lúc nào cũng công phu. Mà cái quy củ mà ăn cơm người ta ăn gần xong mình chưa xong, mình chưa ăn nữa đó, giống như đang gần, giống như người ta tưởng nó giống như hôn trầm, giống như bị trạo cử thì bị tán loạn gì đó, mà không có để ý đến cái việc ăn cơm, cái tát cho một bàn tay này. Mình làm giả thâm thiền không phải vì một cái tát này mà đánh mất công phu, mà vẫn giữ công phu, tát thêm một bàn tay nữa vẫn tham thiền, nghĩ là lỗi của mình. Tại hí mắt lên thấy người ta ăn hết rồi mà mình vẫn chưa ăn, rồi cũng không biết làm gì, biết lỗi mình, không lẽ cần phải sám hối, sám hối phải buông câu thoại xuống không, em vẫn tham thiền, bị cái liễu thanh, liễu sanh thoát tử, bị cái giải thoát. Mình mới ở trong thiền đường vì muốn giải thoát, làm chủ chính mình mới tham thiền. Cho nên cái tham thiền là cái chánh khởi, tức là chỉ tham thiền thôi, mặc dù lỗi của mình đó, nhưng mà cái sám hối không có bỏ số câu hỏi, liền bị tát luôn 5-7 cái bàn tay nữa. Đến trên cơm á, đang cầm trên tay nó văng đổ tứ tung trên đất á. Rồi lúc đó ngài cũng nói chỉ vì công phu thôi, vẫn tham thiền. Thì đánh thì cứ đánh, tát thì cứ tát, không thành vấn đề. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là chú trọng cái nghi tình, mà chú trọng nghi tình đến cái mức á, coi như là giống như ngài Lai Quả ngài nói nếu mà có người mà phát tâm á, mà công phu mà tu tập đến như vậy á, thì nó mới là có cái hy vọng á, trong kiếp một đời có thể khai ngộ. Chứ nếu mà cứ lơ lơ là không chú trọng được cái nghi tình á, thì khó có thể mà thành tựu.
cho dù năm bảy bàn tay cơm đổ vãi ra đất thì hốt, nhưng mà rồi đứng lên cũng không biết đường để đi về phòng, phải có người đưa dẫn về, dẫn đi. Thì cái đó là cái gì, cái công phu mà đúng là chú trọng nghi tình, mà Tổ Lai Quả là cái mô phạm cho hành giả chúng ta, mà nói cái sự công phu nó phải như vậy, nó phải đến như vậy, và phải không có cái sợ cầu sợ đắc hay là cái sợ sợ ở trên cái công phu của mình thì nó mới đi đến cái thành tựu. Còn nhìn lại chúng ta thì thực sự công phu của chúng ta nó rất là yếu, nó không giống như chư tổ. Mà cái cần cái nghi tình nó phải miên mặt liên tục. Chứ tỏ nó ít phí sức chừng nào, tốt chừng nấy. Cho dù câu hỏi đầu người ta hỏi, nhưng mà cũng được chư tổ, được thiện tri thức cũng khuyến khích, khích lệ đó. Làm sao cái nghi tình đừng có gián đoạn, đừng có đứt mất, cho dù nó rất là mỏng, rất là nhỏ, như sợi chỉ, như sợi dây thôi. Nhưng mà cũng cứ hỏi, chính cái hỏi đó, và cái nghi đó, tức là hỏi thì phải có cái thắc mắc. Cái tâm mình để chỗ thắc mắc á, gọi là hướng về thời đầu, chỗ không biết, không hiểu không biết. Mặc dù nói là hướng về thời đầu mà chưa đến thời đầu, mình đã lìa khỏi thời vĩ là vậy. Cho nên có thắc mắc mới là đi. Thì cái thắc mắc đó, cho dù mọi phân biệt nó cũng có, nhưng mà cái thắc mắc nó cũng có, nó yếu hơn nhiều với tất cả cái phân biệt. Mà phân biệt á, thì nó cứ thay đổi, phân biệt thì nó cứ hết cái niệm này tới niệm kia, hết niệm kia tới niệm nọ, buồn, vui, thương, ghét. Trên cái hoạt động, trên cái sinh hoạt của chúng ta hàng ngày, giờ. Ý công phu ở đây là nó đừng gián đoạn là được rồi. Mỗi ngày cái dài được một phút, tức là cái nghi tình cái dài được một phút á, hay là một nửa phút, hay là một phần tư phút á, thì đó là công phu chúng ta nó thuần thục dần dần, nó từ lạ đến quen á. Thì trong thời gian á, nếu mà nó tăng nhiều á thì mau đến nơi. Nếu mà tăng nửa phút á thì phải gấp đôi thời gian mới đến nơi. Tăng một phần tư á thì phải 4 lần nhân lên thời gian á thì mới đến nơi. Đó là cũng là cái ví dụ như thiện tri thức, thiện tri thức của chúng ta. Thì quan trọng ý chỗ này là phải kéo dài cái nghi tình, kéo dài nghi tình bằng cách hỏi, hỏi và giữ nghi tình, thì gọi là nhìn thôi, chứ không có phải là lấy con mắt để nhìn. Thì chính cái nghi đó, nó kéo dài đó, nó dần dần thì có thể chân nghi thình lình phát khởi. Khi mà chân nghi thình lình phát khởi giống như là vào được công phu mà sâu, thì lúc đó mới có cái mùi vị thực sự của công phu. Thì lấy cái nghi là chánh, là luôn phải như vậy, chứ không phải là bây giờ mình lại tạo ra một cái mục tiêu, tạo ra cái sở cầu, mục tiêu tới thành một cái sở cầu ra, cứ chăm hẳm trên đó lâu không được, thành ra sanh ra chán. Nếu mà không có sở cầu, không có sở đắc, không có sở, thì chỉ biết là công phu và công phu thôi. Thì dụng công giống như vậy, lấy nghi tình làm chánh thì dần nó sẽ đi đến cái thành tựu. Bây giờ thì để chúng ta có những cái trao đổi đi. Vị nào mà có những cái thắc mắc trên vấn đề công phu trực tiếp thì có thể trình ra, hoặc là các vị có những kinh nghiệm qua cái công phu của mình cũng có thể chia sẻ với tất cả những vị đồng tham khác. Thì bây giờ để dừng lời lại, vị nào có thắc mắc thì xin đề ra hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Thầy, con kính thưa đại chúng. Thưa Thầy, khai thị là cái chỗ mà... Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin Thầy khai thị là cái chỗ nghi tình đó Thầy. Thì có một người bạn đồng tham có chia sẻ với con là khi mình hỏi câu thoại đầu, khi chưa có trời đất ta là cái gì, khi mà mình có nghi tình, khi mình có thắc mắc như vậy là mình đã có nghi tình rồi. Nhưng mà khi cái thắc mắc này nó hết đó, thì mình mới hỏi tiếp câu thoại đầu. Thì dụng công như vậy thì là đỉnh chưa ạ? Thì con xin Thầy khai thị lại cái chỗ này cho bạn đồng tham con hiểu. Con xin cảm ơn Thầy. Cái tham thiền ha, hỏi câu thoại đầu chúng ta chọn thực hành á, chúng ta hỏi liên tục, cho dù là nó có nghi tình cũng hỏi, không có nghi tình cũng hỏi, liên tục cái nghi cũng hỏi, mà chưa có liên tục cái nghi cũng cứ hỏi. Cái điểm này chính trong Ngài Lai Quả, nếu mà đọc kỹ Ngài cũng có nói, mà Thiện Tri Thức sư phụ chúng ta cũng có nói, nếu mà chúng ta giống như là hỏi một câu cái nghi, rồi cái mình để nghi nó hết rồi sau đó mình mới hỏi lại á, thì khi nó hết rồi cái mình bị vọng tưởng nó xen vô, có kẻ hở á, xen vô rồi đâu có hỏi, có khi hỏi còn bị quên nữa, có chỉ là ngưng hỏi thì nó quên đi, có khi rồi nó mất hẳn. Cho nên á, mình không có được ngưng nghỉ hỏi cho đến nào, khi nào mà chân ngươi thình lình phát khởi thì câu hỏi tự mất, chứ con không có tác ý bỏ câu thoại nữa. Nếu mà tác ý bỏ câu thoại, hay là tác ý đợi nghi tình hết, hay là tác ý cái gì á, thì nó đều là cái trên cái ý thức, trên cái tác ý. Mà cái điểm này cũng không phải là một mình sư phụ chúng ta, mà chính ở mấy quý thầy mà giáo thọ, quý thầy ban thủ ở các thiền đường lớn cũng có chỉ điểm này, nó là không có ngưng nghỉ, phải liên tục. Các vị cũng nói giống như là niệm Phật là ai, ta ví dụ đó, có nhiều người người ta tự đặt ra, người ta nhấn mạnh cái ai, tại vì lấy ai thôi, là niệm Phật là ai, cái họ nói ai kéo dài, rồi cái là ngủ luôn, tại là ai đó hồi nó hết nghi thì nó ngủ luôn. Thành ra mấy thầy cũng là không có cho lấy cái chữ ai mà lặp đi lặp lại nhiều lần sau cái câu hỏi đó, mà cũng vẫn là niệm Phật là ai, niệm Phật là ai, tức là vẫn lặp lại nguyên câu thoại, hỏi rõ ràng câu thoại. Nó không có quá nhanh quá thì giống như niệm tụng, cũng không có quá chậm quá thì nó có nhiều kẻ hở phân biệt. Nhưng mà nếu mà công phu á, đến mức công phu đến chỉ thường là công phu á, thì cái chậm nó không thành vấn đề, đó là giữ được cái nghi tình á. Cho đến khi nào cái nghi tình á đến, giống như là cũng có, giống như là khi mà cái tâm chúng ta nó loạn động quá, nó rất là căng thẳng quá, thì hỏi chậm thì chậm lại, cũng chậm đến 10 giây một chữ hỏi như vậy đó. Nhưng mà phải luôn luôn hỏi, cho dù nhức đầu, cho dù khó chịu cũng phải hỏi, không có buông xuống. Giống như là hỏi mà giống như sợ hỏi là nó căng thẳng cái đầu, nó nổ tung cái đầu vậy đó, nó mệt mỏi, nó căng thẳng quá mà cũng không có buông xuống nữa. Tại vì cái chỗ đó là cái tập khí của mình, cái chỗ đó là cái cọ sát với lại cái thói quen, cọ sát cái nghiệp lực của mình. Mình vượt qua được đó thì nó sẽ có một cái sự tiến bộ xa, chứ không có sợ, phải vô sợ mà cũng vẫn giữ công phu, vẫn luôn đề câu thoại, thì kéo dài cái câu thoại ra, không có liên tục mà gấp á, thì nhanh á, thì nó sẽ làm cho tăng cường cái bệnh, cái đau á, thì mình phải chậm lại, cũng phải hỏi, chứ không có buông xuống cái hỏi, không phải nghỉ ngơi, mà sự công phu, sự tu tập, phải luôn luôn hỏi. Thì cái qua cái giải thích của chư tôn Thiện Tri Thức, chư tôn Thiện Đức, vị sư phụ là tổ, chư tổ, thì mình không có được
ngưng chờ đến hết nghi rồi hỏi lại, mà phải hỏi liên tục. Giống như cái tâm chúng ta đó, cái niệm khởi liên tục, cái niệm khởi liên tục đâu có ngừng đâu, mà nó thay đổi liên tục luôn đó, giống như đống lửa lớn vậy đó. Trong đống lửa lớn đâu phải là có một ngọn lửa đâu, có nhiều ngọn lửa, à sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, mà nó quá nhiều thành một đống lửa lớn. Giống như dòng nước là đâu phải là có một giọt nước đâu, rất nhiều giọt nước kết hợp lại, tổ hợp lại thành một dòng nước. Nhiều giọt nước thì thành dòng nước lớn. Lửa của vậy, nhiều cái tia lửa nhỏ thành một cái đống lửa lớn. Thì cái công phu ta giống như giữ lửa công phu là mặc dù nó nhỏ nó yếu, mà cái nghi tình nó phải liên tục vẫn miên mặt chứ để nó đứt đoạn á thì nghi tình nó không có liên tục được. Giống như lửa mà nó rời ra lìa ra thì nó sẽ không có thành một cái ngọn lửa dài, à, kéo dài dòng nước liên tục. Ra nước liên tục, lửa cháy luôn luôn á, cái nghi tình chúng ta cũng vậy, thắp sáng luôn luôn ở trong tâm, thì lúc đó tất cả có nghi tình nó mới quét tự động, chứ không có tác ý, nó cũng không biết luôn nữa, tự động nó quét hết tất cả những phân biệt, tất cả những vọng tưởng. Cho nên không có đợi cho nó hết rồi mới khởi, mà phải luôn luôn hỏi. Đó là Ngài Lai Quả nói rõ, chỗ là có nghi tình cũng hỏi, không có nghi tình cũng hỏi, rồi đang có cũng cứ hỏi, chứ đâu có cái ngưng đợi không mới hỏi. Rõ ràng ý đó là nói là hỏi luôn luôn, có cũng hỏi mà không cũng hỏi. Cho nên đó, hành giả chúng ta phải luôn giống như vậy thì cái công phu mới có thể từ từ có mùi vị, dần dần nó sẽ có cái mùi vị của nó. Bích Dương còn hỏi nữa không? Dạ con chào thượng tọa. Dạ cái này là con hay gặp phải trong cái vấn đề công phu á thượng tọa, là con hay quên á, tại vì con là hàng Phật tử tại gia đó, thành ra nhiều khi đối cảnh phan duyên rồi con hay quên tham thiền á thượng tọa, giống như nhìn cái cảnh cái nhiều khi vọng tưởng hay là những cái công chuyện trong cuộc sống hàng ngày á, dạ thì bây giờ con nhiều khi á con quên á, tham một thời gian cũng lâu lắm rồi cái con mới tham lại á, dạ cứ vậy mà giải đãi nhiều năm nay á, nói chung là công phu cũng không có tiến bộ được lắm á, dạ và thượng tọa chỉ con cách nào để cho lúc nào mình cũng nhớ tới cái câu thoại để mà mình khởi nghi tình á thượng tọa. Dạ con cảm ơn thượng tọa. Cái điểm này á không phải ít mà rất là nhiều, mà không phải là Phật tử cư sĩ không đến tu sĩ, quý thầy quý cô cũng vậy nữa, rất khó, không phải dễ. Cái sự tu tập nó phải có cái tâm thống thiết sinh tử. Thì khi có cái tâm thống thiết sinh tử thì công phu nó mới mạnh được, nó mới kéo dài được. Và cũng có khi có cái tâm thống thiết sinh tử là đụng sinh tử hay đụng cái vấn đề mà trái ngang, chứa ngại ở trong cuộc sống, trong cuộc đời mình mới nghĩ về cái sự tu tập. Chứ còn không kéo cái diễn thuận duyên trên cuộc đời á, hay là nó hợp với cái ý mình á, thì mình quên mất cái sự tu tập của mình. Đó là thường, phần lớn là như vậy. Tại mình cứ hay chạy theo danh tướng đó, âm thanh sắc tướng, tất cả cái đó đó nè. Cho nên nó chi phối mình, nó chi phối mình mãnh liệt. Nó giống như là mình đứa trẻ ham chơi, ham vui, không chịu lo chăm học đó. Thì bắt buộc cha mẹ phải có cây roi để mà la, để mà rầy. Người mà có luôn luôn để tâm chăm sóc mấy đứa con á thì rất là kỹ, mấy con nó sẽ dần, nó sẽ có thể nó nên. Còn không khéo rồi bỏ nó tự nó nên, nó hư gì kệ nó, là đó là cái duyên của mỗi đứa. Rồi mỗi đứa nó phải tự ý thức nữa, tự lập ra một cái thực quả biểu, giờ nào học ra học, giờ nào chơi ra chơi, cái môn nào yếu, môn nào kém phải tự bổ sung cái môn đó để học dần
cho nó đủ căn bản rồi nó có cái sức học giỏi lên. Đó là do cái ý thức của mỗi cái đứa học trò, cái người tu tập của chúng ta cũng vậy. Đầu tiên chúng ta bị cái tâm phan duyên, bị cái tâm chấp ngã vô minh á, nó chi phối dã man, chi phối một cách mãnh liệt. Nhưng mà mình cũng ý thức được cái sự tu tập đó. Nhưng mà tu rồi á, lại bị cảnh, bị duyên, bị tướng, bị danh à, nó lại cột mình nữa, nó kéo mình lại, kéo ra rồi mình kéo ngược lại, cọ sát với nhau như vậy. Thì đó là cũng do giống như là giống như cô nãy cô vừa nói đó, hạt cư sĩ là mình thường tiếp duyên đối cảnh mà trên cái việc thế gian á, cho nên nó cứ bị mất hoài công phu. Cái đòi hỏi mình phải có một cái thời khóa biểu, mình phải lập ra phương tiện, đó là phương tiện đó phải có giờ giấc tu. Giờ giấc tu đó cũng là cái phương tiện thôi. Khi mà có cái sự tu mà miên mật liên tục thì tất cả thời nào, tất cả lúc nào, nơi nào cũng là ứng dụng công phu được đó. Giống như là học trò nó học thuộc bài thì cái gì cũng ứng dụng được ở mọi lúc mọi nơi hết á. Nó có thể ôn bài ở trong lúc đang làm việc, trong lúc đang đi xe cũng có thể nó ôn bài, chứ phải lúc ngồi học mới là học bài thôi. Nên cái gì cũng vậy, nó phải có cái quen, thì cái quen thuộc á và cái phương tiện để chúng ta thực hành á, giống như là đến lớp ha, đến lớp thì học trò nó mỗi ngày mỗi đến lớp mà phải nửa buổi hoặc là một ngày á thì nó mới mau nó trau dồi cái kiến thức của nó. Còn cái sự tu tập của mình nhìn lại thử một ngày mình có cái thời khóa công phu của mình là bao lâu, một ngày mình có cái dụng tâm tu tập của mình là bao lâu. Có khi mình nói mình tu rồi nói tự bào chữa cho mình là tu trong động à, nói là mình lúc nào cũng tu, nhưng mà thực sự ra nó không có đúng giống như vậy. Vì vậy giống như là chúng ta mỗi tuần có một thời lên lớp để mà nghe khai thị dẫn dắt rồi tu tập ứng dụng bên đó, và công phu tu tập. Nhưng mà khi mình chỉ nghe không mà mình không biết ứng dụng chữ tu tập thì nó lại mất đi. Thì chỉ nhắc đi có một tuần có một lần thôi, trong một lần nó chỉ có một tiếng đồng hồ thôi nghe, nhưng mà lại thực hành chút chút vậy đó rồi mình bỏ qua thì nó cũng nhắc cũng được, chứ không phải là không có được á, nhưng mà nó nhắc đó nó yếu đi. Nếu mình có thời gian mà mỗi ngày á được cái sự tu tập giống như là được nhắc nhở, được hướng dẫn, rồi được tu tập nữa, hoặc là gặp bạn bè đồng tham với nhau á, trên đó mà mình thể mình gặp mặt á thì nói chuyện về công phu nói chuyện về cái sự tu tập, trao đổi chia sẻ về tu tập. Chúng tôi cũng hay ví dụ trong tất cả cái ngữ lục của chư tổ sư ở trong cái môi trường á tòng lâm ở mấy cái thiền đường lớn á, ứng dụng của chư tổ thiền tri thức, toàn là nói về thiền thôi. Hay là ở Việt Nam chúng ta cái ngữ lục của Trúc Lâm Tam Tổ đó, ở trong hoàng cung ha, và trong cái hoàng tộc á, cũng đối đáp nhau, nói chuyện nhau, lấy cái ngữ lục ra để mà ứng dụng. Cho nên á, cái giờ nói ngữ lục rồi á, nhưng nói ngữ lục thì là ta dụng công, trong lúc đó cũng dụng công trong đó nữa, cũng khởi cái nghi tình lên nữa. Giống như là Huệ Trung Thượng Sĩ đó, ngữ lục của Huệ Trung Thượng Sĩ, tất cả ông đó đều là nói những cái vị này vị kia ở trong hoàng tộc cùng nói. Cho nên cái đó là cái ứng phó mà chúng ta mình nhìn lại thì mình gặp nhau mình nói cái gì, toàn làm ăn buôn bán là chuyện này chuyện nọ, chứ đâu bây giờ mà nói đến sự công phu, nói đến sự tu tập, hay là nhắc lại cái những cái điều căn bản trong đường lối thực hành tham thiền, hay nói về công phu nghi tình, mà mình chỉ nói về cái chuyện thế gian, do đó mà công phu mình đâu có được mạnh, nó cứ quên tới quên lui, quên trước quên sau. Thì cái này cũng là cái trăn trở đối với lại tất cả hành giả. Nếu chúng ta lên lên cái lớp như thế này nè thì mình lại muốn có công phu, mà xuống cái lớp á, ra ngoài thì là mình muốn làm được công được việc, được chuyện này được chuyện nọ.
Thì đó nó cũng là cái thuộc phạm trù cái ý thức chấp ngã. Thì cứ phân lúc này lúc nọ mà cái phân biệt về cái sự tu tập á, nếu mà mình á, ngày đêm sớm tối gặp những cái người đồng tu đồng tham với nhau mà trao đổi chia sẻ rồi ứng dụng trên đó thì cái lợi lạc mình nó rất là lớn. Thì qua cái điểm này á, thì nói lòng vòng nãy giờ đó là cũng muốn á, làm sao mình á, luôn giữ công phu ha, bằng cách mọi nơi mọi lúc mà gặp người cũng lấy công phu ra để mà ứng phó nói chuyện, không phải là đi tìm người để mà đi 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 nói chuyện, mà nói lấy công phu nói chuyện đây tức là lấy câu hỏi đầu ra cứ hỏi hỏi biết thôi, hỏi có hỏi á, thì phải có đáp, mà đáp không nổi thì phải lên nghi tình thôi, thì lúc đó tự nhiên công phu mình nó dần đến thuần thục dần đến miên mật. Thì thường nghe thiện tri thức nhắc nhở giống như là trong trong kinh Đức Phật cũng nói á, quá khuyên á, giống như ở trong một cái hội chúng trong một cái tăng á, tăng đoàn á, phải thường hội họp với nhau, phải thường gặp giống như là mặc dù đi xa đi hay ở đâu đấy nhưng mà một năm cũng phải họp lại 3 tháng để mà an cư đó, họp mặt á, để mà cùng tu tập tinh tấn và trao đổi chia sẻ những vấn đề công phu tu tập đó. Hoặc là ở trong một chúng hội mỗi nửa tháng phải họp chúng lại để mà Bồ Tát sám hối và tụng giới để nhắc nhở gì, nhắc nhở sự tu tập trong suốt 2 tuần lễ, ví dụ như vậy. Thì tất cả đó đều là những phương tiện, mình thì đâu có được cái duyên giống như vậy, rộng rãi giống như vậy, rất là khó. Cho nên đòi hỏi phải luôn tận dụng thời gian để mà công phu tu tập, và nên á, gặp tất cả đồng tham thiện tri thức thì giúp cho mình có cái sự công phu, cũng giống như là mình đam mê tu vậy đó, nói là đam mê tu thì gọi là cái tâm thống tí sanh tử á, thì nó có cái sự sự đam mê đó thì nó sẽ liên tục, chứ còn bây giờ á, bị cái thế gian á dính mắc với thế gian, đam mê về thế gian thì công phu của mình á, nó khó có thể đi đến cái liên tục thuần thục được. Thì tự mình sắp xếp thời gian cho mình và mình tự mình phải phấn chấn chấn chỉnh lại cái sự công phu của mình thôi, chứ thực sự ra giờ thầy nào hay là Bồ Tát nào cũng không có thể cho mình cái sự tinh tấn sự công phu miên mật được, phải tự mình khắc phục chính mình, gạt bỏ hết tất cả để mà đưa cái sự tu tập lên hàng đầu. Kinh Chư Tổ nói phải để cái sự tu lên hàng đầu, trước hơn hết tất cả mọi cái việc sinh sống hàng ngày, thì lúc đó công phu nó sẽ có thể hy vọng được thành tựu được liên tục miên mật. Thầy nói vậy cô nghe hiểu không? Bích Dương mở mic lên, phải Bích Dương mở mic. Mở mic lên, Phật tử Bích Dương mở mic lên. Dạ con hiểu à thượng tọa. Dạ vậy là giống như là con phải tự nỗ lực là dạ, con phải thống thiết với sanh tử rồi con mới khắc phục được cái sự quên này à. Dạ con cảm ơn thượng Con hôm tọa. nay cũng vô Dạ. lớp đợi tí thôi. Mời hành giả tiếp theo. Các vị nào chúng ta mở camera được thì chúng ta mở để sự tương tác giữa giáo thọ với chúng ta cho nó thân thiện, để nó gặp cái tên không mà không biết mặt, giống như thượng tọa các giáo thọ sư sinh hoạt chúng ta. Vị nào mở mic được chúng ta mở camera lên cho thượng tọa thấy mặt rồi. Rồi mời vị tiếp theo. Các vị chúng ta cứ mạnh dạn ta luân phiên với nhau để thỉnh một vị giáo thọ lên, rồi chúng ta nhân duyên rất là lớn, huống hồ chỉ là chúng ta tương tác với nhau hỏi là về vấn đề công phu tu tập, cho nên mình không có tận dụng thời cơ này thì chúng ta uổng lắm. Rồi tiếp theo mà vậy tiếp theo.
À, mặc niệm tham thiền luôn. Bác Quang Cảnh đang có câu hỏi nào không? Dạ, con xin kính thưa thầy, đại chúng. Con có một cái xin cái hiểu con như thế này, đúng là hiểu thì nó cũng đúng, vì nó hiểu thì mình còn trên cái văn tự lời nói. Trong thiền tông thì có một cái bài kệ nổi tiếng đó là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì con xin hỏi thứ nhất là chỗ là kia trực chỉ nhân tâm hay là chân tâm, thì là nó đúng hay là cả hai đều đúng? Đó là gọi tiên nhất. Liên quan tới cái bài kệ này thì con cũng xin chia sẻ cái chỗ suy nghĩ của con là khi đó là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là mình không có dựa vào kinh điển, không có dựa theo kinh điển, nhưng mà cũng không phá bỏ kinh điển, nhưng mà mình tìm hiểu để mình khẳng định, để mình cái tự tin của mình đối với cái tự tâm. Thì con suy nghĩ vậy đó, là cái đọc con hiểu như thế. Và nếu như mình liên hệ tới nó ứng với cái pháp môn tham tội đầu, thì cái chỗ trực chỉ chân tâm, cái có nghĩa là người hành giả đề câu thoại đầu và khởi cái có phát cái nghi tình, có nghĩa là giữ nghi tình đó thì đi cho đến ngày kiến tánh, tức là trực chỉ cái chân tâm. Thì con hiểu đó, nó như thế đó, có là phải không? Tức là khi mà mình hành giả có được cái theo cái tông chỉ là tinh tự tâm và đề câu thoại đầu liên tục, thì để có một cái nghi tình và những cái đi mãi cho đến cái ngày mà mình kiến tánh, tức là phát hiện cái tự tánh của mình. Vậy đó là theo như đó là cái bài kệ đó là trực chỉ chân tâm hay nhân tâm, đã kiến tánh thành Phật. Vậy cũng xin đó là thắc mắc của con. Cái đó là cái tông chỉ thiền tông mà được chư tổ lặp đi lặp lại cái lời của Đức Thế Tôn, Đức Phật á, khi mà Đức Phật ở giúp giữa Pháp Hội Linh Sơn á, đưa cành hoa sen giữa đại chúng mà không nói một lời, giữa đại chúng ca triệu chúng đó mà không nói một lời, thì chỉ một mình Ma Ca Diếp mỉm cười. Khi mà mỉm cười á, xong thì Đức Phật mới nói á, ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giới ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, nay phó chúc cho Ma Ca Diếp. Thì cái đó là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, tức là chỉ thẳng tâm người á, cái người là người tu, người hành giả đó. Thì đó là gọi là cái pháp trực tiếp, pháp đốn ha. Tất cả những cái lời của Đức Phật á, trước á, giống như trong 49 năm tất cả pháp phương tiện á, thì gọi là pháp gián tiếp. Gián tiếp thì trực tiếp cũng là cái pháp cuối cùng Đức Phật muốn, mà cái mà mong muốn của Đức Phật nhất á, là đi thẳng vào cái bản tâm của chúng sanh đó, của mình đó, để mà ngộ nhập. Nói cái nhân tâm thì nó có lý hơn. Thành ra nói là trực chỉ nhân tâm là đi thẳng vào tâm người, cái tâm người chúng sanh này để mình tu tập đó. Thì trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nói cái ý của bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền á, cái ý cái này á là cái ý trực chỉ, tức là đi thẳng vào bản tâm, không qua lời nói văn tự. Thì
Cái mà bất lập văn tự đây không phải là phế bỏ văn tự, mà là phế bỏ văn tự, mà coi như là nó ngoài cái văn tự, bởi vì là giáo ngoại á, ngoài cái văn tự. Cho nên á, nói cái nghi tình á, là nó đâu có nằm trong cái phân biệt, nằm trong cái giống như là ý niệm nữa. Tức là bây giờ mình á, cái công phu á, tu tập á, mình nương nơi câu hỏi, mà câu hỏi đầu á, câu hỏi là văn tự thôi mà giữ cái nghi tình mới là đúng. Cho nên tại sao mà lúc mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên á, dưới pháp hội á, tượng nghi, nó không có qua văn tự lời nói mà ngộ liền. Người nào mà chưa ngộ á thì vẫn giữ cái nghi, thì cái chính nghi ngộ đó nó phát xuất từ đó. Mà chư tổ sư á, truyền thừa cho tới ngày nay cũng là nói lên cái điểm này, cái điểm bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Nhưng mà cái ý nghĩa bất lập văn tự không phải là giống như là chỉ ôm cái này cho là thì nó lại là thành văn tự rồi, giống như là ôm lại cái này á, cho là cái gì á, thì làm ý niệm rồi, nên nó không phải là nghi tình nữa. Đó. Thì tất cả cái lời nói giống như cái gương để phản chiếu thôi. Tất cả những cái giáo lý của Đức Phật á, Đại Thừa, giáo nghĩa Đại Thừa đó cũng là cái để phản chiếu cho cái gương để nhìn lại cái sự tu tập thôi, chứ không phải là phế bỏ nó. Rồi đối với ngành giả tham thiện ta đó, tại vì á, mình chưa đủ niềm tin tự tâm, cho nên á, nhờ cái lời của Phật, lời kinh của Phật, nhờ cái lời khai thị sắp tấn của tổ sư hay nhắc nhở tiền tri thức, thì mình tăng trưởng niềm tin tự tâm. Giờ niềm tin tự tâm được đầy đủ á, thì cái nghi của mình á, nó mới được đầy đủ. Nghi được đầy đủ thì ngộ được đầy đủ. Giống như cái lời của thầy Bác Sơn nói á, tin được 10 phần thì nghi 10 phần thì ngộ mới 10 phần. Nếu mình lại trái lại cái nghi, mà mình ôm cái hồ nghi, mình cứ đi tìm hiểu, đi tìm hiểu trên văn tự, thì nó lại là bị kẹt đọa trong văn tự rồi, bị dính mắc với văn tự rồi. Thì ra tức là mình chưa đủ gì, chưa đủ, không những là không được cái niềm tin tự tâm, mà mình lại tin trên cái ý thức, tin trên sự phân biệt, chứ không phải là để củng cố niềm tin tự tâm. Hai cái điểm này á, nó rất là giống nhau, rất giống nhau, nhưng mà nó hoàn toàn nó khác nhau. Giống như là chúng tôi hay ví dụ là người đọc kinh á, cũng người đọc kinh, người tụng kinh á, mà người á, đọc kinh, tụng kinh á, là để tăng trưởng niềm tin tự tâm, để nhớ lời Phật dạy, mà thực hành theo lời Phật dạy. Còn có người cũng tụng kinh á, nhưng mà lại đem đi cầu nguyện, kể công với Phật để được ban cho cái này, cứu rỗi cái kia, tính sổ cái nọ, thì tất cả cũng là một cái hành động giống nhau, nhưng mà hoàn toàn hai cái suy nghĩ, hai cái đường hướng khác nhau, trời một vực. Ra cái lời của Phật nói, nếu mà mình á giống như gương để soi lại công phu của mình thôi đó, để mà tăng trưởng niềm tin tự tâm mình á, thì lúc đó nó lợi ích cho công phu. Còn nếu không khéo á, cứ đi tìm hiểu biết thì không bao giờ thỏa mãn được cái hiểu biết của cái ý thức. Tức là nó kích thích thêm cái hoạt động của vọng tâm, nó đi hoài không ngừng, giống như cái vọng, cái xoay vòng miết á, cái tâm vọng nó cứ hoạt động, thì lúc đó không bao giờ ngưng được cái cuồng tâm. Chư tổ nói là khi cuồng tâm mà ngưng nghĩ tức là bồ đề, mà tại cuồng tâm mình nó cứ không có chịu, mình đã còn khích lệ nó thêm á, nên cái đó mình phải thận trọng, mình phải tự nhìn lại mình á, cái đó là tăng trưởng niềm tin tự tâm, hay đó là chỉ trên tìm hiểu phân tích. Nếu cứ tìm hiểu phân tích giải thích thì tìm hiểu phân tích giải thích hoài, cái tâm hoạt động vọng á, nó cứ hoạt động hoài không bao giờ ngưng nghỉ. Vậy nếu mà đã trên cái củng cố niềm tin tự tâm á, thì là công phu rồi, cái đó mình cũng quên luôn, cũng không có nhớ được nữa, quên hẳn luôn. Mà khi mà nó rõ ràng rồi, tự nhiên á, là nó hiện bày trước mặt hết tất cả những cái lời á, học đọc hiểu biết gì của mình á, tự nhiên nó rõ ràng, tức là không còn vướng mắc, như là cái lý thì nó đã thông được. Thì
cái dụng công thanh thiền á, trực chỉ nhân tâm chứng tánh thành Phật á, cũng là cái công phu của chúng ta đang thực hành này, là cái pháp trực tiếp á, là cái nghi tình đại chánh, thì giữ cái nghi tình, kéo dài được cái nghi tình, đó là đi thẳng vào tâm. Mà chính chư tôn thiền đức á, thiền trí thức của chúng ta đó là tham thiền, tức là tham cứu tâm. Tham thiền tham cứu tâm chứ không phải là cái gì khác, tham cứu tâm. Tham cứu tâm tức là tham cứu Phật tánh của mình á, ra cứ đi cho nó đúng cái tôn chỉ, đúng cái đường lối, biết cách thực hành, thì á, càng ngày á, nó càng gần với lại cái bản thể mình hơn, bản tâm của mình hơn. Còn nếu không khéo thì mình lại đi lòng vòng, đi lên cái mê tâm á, cứ vọng thức của mình, cứ phân biệt của mình, nó cứ kéo dài. Đây không phải là nói xấu hay là nói tốt gì trên đó, thì do cái duyên mình á, giống như là cái nhân của Bát Nhã nó chưa có khế hợp, nó khế hợp á thì nó sẽ thành tựu, còn chưa khế hợp thì làm dần dần á, nó sẽ có cái chỗ khế hợp, cái chỗ vào. Thì mong rằng chúng ta, mỗi hành giả chúng ta phải làm sao đúng cái tôn chỉ, đúng cái phương pháp thực hành, khế hợp với lại cái pháp nghi tình để mình đi vào và trở về cái tự tánh, đó mới là cái quan trọng. Hoàn cảnh nghe vậy hiểu không? Dạ, tức là con hiểu, xin nghe đây, con cảm ơn thầy. Bên bác hoàn cảnh như cái bên cái mic nó bị hú. Rồi mời vị tiếp theo. Các người chúng ta cứ mạnh dạn, đừng ngại. Còn gì không giơ tay thì ban tổ chức mời ha, giao lưu với nhau. Rồi mời mời Phật tử Thủy Liên nè. Các vị mới. Cái gì đừng ngại ha, chúng ta cứ mạnh dạn, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Mời Phật tử Đòi Thao đi. Dạ, con Phật, con kính bạch thầy ạ. Bạch thầy, con thì có một chút, con thắc mắc một chút ạ, thì mong thầy giải đáp cho con. Con kính bạch thầy, thì là Phật tử tham thiền, thì con trên đường tu tập thì có những cái gì cần nhớ và kiến trên con đường tu tập. Khi con đường tu tập của pháp tham tổ sư thiền á, cái cần thiết đó là cái nghi tình, chú trọng nghi tình. Chính nghi tình á là cái nhân bát nhã, và cũng là cái nhân của sự nghi á, cái quả đó là ngộ. Nhân nghi quả ngộ, ngộ là đạt đến cái tự tánh của bát nhã, còn nghi á là cái nhân của bát nhã. Cho nên cái dụng công tham thiền á quý ở chỗ nghi tình, hầu hết tất cả luôn luôn là nhắc về nghi tình. Đây là Ngài La Quả cũng nói trong Thiền Thất Ca Thì Lục á, thời đầu và nghi tình, thời đầu và nghi tình không có rời khỏi. Cho nên cứ nhắc hoài, nhiều khi nhắc riết mà người ta phải chán, phát chán, không chỉ nói cái khác mà chỉ nói thời đầu với nghi tình. Trong 3 tháng ròng, ngày nào cũng vậy, sáng tối cũng là thời đầu và nghi tình. Thì Ngài La Quả nói ngoài cái thời đầu nghi tình á, không có nói gì khác được cả. Tại vì cái sự tu tập của mình, sự giải thoát của mình, cái sự quan trọng á, của chính mình á, đó là cái công phu thôi, nghi tình mà ở đầu đó. Mà muốn có nghi tình á, thì phải nắm chặt câu thoại hỏi, hỏi rõ ràng, cứ hỏi rõ ràng thì sẽ có, dần dần sẽ có nghi tình thôi. Dần dần tự nhiên á, nghi tình nó sẽ miên mật liên tục, không phải gián đoạn. Thì cái quan trọng á, đó là cái nghi tình là chánh. Nhưng mà là người Phật tử mới tham thiền ấy, thì phải nói rất khó giữ được cái nghi tình, phải nói rất khó. Tức là phải làm sao ý thức được cái việc sinh tử của mình, ý thức được việc làm của mình, cũng giống như là ngoài thế gian á, mình chọn việc để mình làm á,
cái nào quan trọng, bổn phận, trách nhiệm và công ăn việc làm nó đem lại cái lợi ích, lợi tức, đem lại cơm áo gạo tiền trang trải cho bản thân, cho gia đình, sự nghiệp hết. Mình coi cái phần nào mình mới làm chứ, cái ngành nghề nào mình được mình mới làm chứ. Cái đó nó chỉ có nuôi được cái một kiếp một đời thôi, cái đó chỉ nuôi được một gia đình, một cái thân thể mình thôi, ngay trên bản thân mình. Nhưng mà cái đó, tức là nó cứ như vậy á, thì từ vô lượng kiếp tới bây giờ á, nếu mà tốt quá thì nó chỉ là như vậy mà nó không có giải thoát. Thì cái mà đối với người tu á, phải có cái tâm giải thoát, phải có cái tâm thấm thiết vấn đề sinh tử, không có phải chỉ có sinh ra rồi đi làm kiếm tiền nuôi thân là lập gia đình rồi lớn lên rồi chết, chết rồi cứ như vậy á. Nhưng mà đâu phải là nó thuận thảo như vậy hoài đâu. Đã. Có khi ác, cũng có khi tạo tội, cũng có khi tạo phước. Mà thường phần lớn á, có người ta tạo tội nhiều hơn tạo phước. Có khi cả đời chỉ tạo tội chứ không có một miếng phước nào cả. Nên mà tạo tội nhiều thì phải đọa lạc nhiều. Thế đó mà ý thức được cái vấn đề cái sinh tử vô thường như đó đó là khổ. À. Cho nên á, phải tu mới tu tập, phát tâm tu tập, nhưng mà tu tập thì lại bị chi phối, tu tập rồi lại bị tất cả những cái duyên á mà tạo tác chúng ta từ vô lượng kiếp á, nó cứ níu kéo, nó cứ chi phối nữa. Thì đòi hỏi là cái người hành giả phải có một cái ý chí, phải có một cái lập trường vững, một cái ý chí sắt đá, giống như là kiên cố, thiệt là kiên cố, mà chữ tổ hay nói là chí kiên cố đó, lập một cái hạnh đó. Hay là giống như Hoàng Bá nói, phải nắm đầu dây giữ lập trường mình là lập trường giải thoát, lập trường mình là lập trường tu tập, đó, cho nó vững, mới là cái trường phu, mới là một người có cái tâm, cái nhiệt huyết trên cái vấn đề tu tập. Thì lúc đó nó mới thành tựu. Còn nếu mình thiếu á, mình bị cái vô minh của mình, bị cái ngã chấp của mình nó cứ nó cột và nó chi phối mình hoài á, thì mình phải ở trong sinh tử hoài, không bao giờ ra khỏi. Đối với người tu tập thường thân cận thiện tri thức, đối với người tu tập thường thân cận tất cả những người bạn đồng hành với mình để sách tấn cho mình. Các vị thấy giống như là cái loài chim á, loài chim trời mà nó hay tùy theo mùa nó dời nó đi á, tới mùa xuân thì nó mùa hè nó trở về, mùa đông á thì nó lại di tản qua chỗ khác để tránh cái mùa đông, tránh cái mùa lạnh của nó không có sinh sản, không có sống được á. Thì khi mà nó bay cũng vậy, nó tập hợp lại thành bầy, thành đàn, từng tớp thì nó bay. Nó bay, nó chia cái sức của nó đó, cái lực của nó đó với nhau. Coi nào nó mạnh á, thì nó đi lên dẫn đầu, hướng, định hướng thẳng để mà nguyên một cái bầy nó bay theo. Có khi nó xếp hàng vậy đó, có khi nó bay theo một đoàn vậy đó. Thì đó là cái mà giống như là cái sự liên lạc và cái năng lượng tu tập á, năng lượng á, nó giúp đỡ lẫn nhau. Thì con người chúng ta cũng vậy. Người xưa hay nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cái sự tu tập của mình á, đồng ở trong một cái nhịp á, cùng trong một cái hoàn cảnh, thì lúc đó công phu mình á, nó mới thể dần dần đến chỗ thành thuần thục. Đối với chúng ta nè, cứ mỗi tuần hay là mỗi ngày chúng ta cùng nhau tu tập với nhau, đó là giống như là cái năng lượng á, sắp tấn lẫn nhau. Chứ mà lâu lâu á, mình ghé vô một chút, mình ghé mỗi chỗ ghé một chút, rồi ghé vô chỗ đập hát cũng ghé, hồ bơi cũng ghé, cờ bà cũng ghé, ăn nhậu cũng ghé, thì thế gian biết bao nhiêu là chỗ mình ghé vô, tới hồi á, tới cái lượt mà tới chỗ tu tập thì nó xa lắc xa lơ rồi. Ra làm sao gọi là có cái sự biên mặt, làm sao có sự liên tục, làm sao ý thức được cái việc làm của mình. Nên á, cần phải thường thân cận hoặc là thường nhắc nghe đọc ngữ lục á, để nhắc nhở mình, sách tấn cho mình. Không phải đọc để tìm hiểu, không phải đọc để mình tăng trưởng kiến giải, tăng trưởng kiến kiến, mà là đó như tấm gương, đó là sự nhắc nhở để cho mình á, có công phu được liên tục biên mặt. Thì dần dần á,
khi mà quen được cái công phu rồi, nó thuần thục được cái công phu rồi, thì lúc đó tự nhiên có cái chỗ vào thì công phu mình nó sẽ tự tức khắc tự thành tựu thôi. Thì thầy nói vậy em biết Phật tử nghe hiểu không? Vô Phật, con kính bạch thầy, con hiểu chứ. Con cảm ơn thầy ạ, vô Phật. Rồi, bây giờ